nha. Tia về theo. Ây da. Tiếp này. Hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video chúng ta sẽ tiếp tục với cô giáo đáng sợ nha. Ok, chúng ta sẽ chơi này nha. Phần này cô giáo đang chạy trên chiếc máy chạy bộ mọi người ạ. I can't quit now. Chạy để giảm cân. How can I deprive this world? Đây chúng ta sẽ đi vào và phá hỏng cái máy chạy bộ của cô giáo nha. Xin mọi người giúp mình một like và một subscribe nha. Cười đã bị quá rồi đây. Chúng ta sẽ đi vào phòng một số đây. Phá hỏng cái TV của cô giáo nha. Chúng ta sẽ phải đi tìm cái mở tô vít để mở bây giờ. Rồi cái xuống dưới tầng hầm này. Ok, đây có một cái tô vít rồi. Thế đây chúng ta sẽ đi lên trên tầng nhá. Tìm cô giáo. Chêu giáo một chút đã. Hello. Make sure you're never bothered. Tiếp tục một cái búa nha. Ừ. Oh, từ giờ đáp mình rồi. Rồi thì chúng ta sẽ mở cái này đã nhé. Chúng ta vào xem cái bảng điều khiển. Thì chúng ta sẽ phải đi tìm những cái kìm để cắt dây mọi người nhé. Chúng ta bốc một cái. Nếu là phải tìm những kìm màu đỏ nhé, bởi vì kìm màu đỏ sẽ hết điện. Hello. Ra đi bên đây. Ở trong này sẽ lấy thêm một cái kim đây. Hey à. Cứ ra nghe rồi à. Tiếp tục vào. Hey à. Thì ta sẽ đi phá hỏng cái máy chơi bộ của nó nha. Chúng ta sẽ cầm cái chơi bộ đó vào cái chân. Ok, bây giờ rời khỏi đây trước khi bị cô giáo phát hiện nha. This treadmill is no match for me. Bây giờ thì cô giáo đang ở trên chiếc máy chạy bộ. Và máy này chúng ta đã cắt hết dây điều nha. Không thể dừng lại được. Oh my god. Oh my head. Bây giờ chúng ta đến với phần tiếp theo mọi người nhé. Vitti đang cầm con rơi nhưng mà. Go on, sweetie. Open up your surprise. Back. Sợ rơi. Don't worry, my dear. Ok, vậy chúng ta sẽ đi bắt rơi để dọa ông về sự phẩm Vitti nhé. Thật ra đi ra mở cái khóa cửa ra nhá. Ở đây có đủ chìa khóa luôn này. Màu xanh, màu đỏ, màu lá. Ok.
chúng ta sẽ đi tìm Misty để tặng cho Misty một cái bánh kem nhé. My beautiful hair. Everyone must be so jealous. Tôi đã tự soi gương tự khen mình. Hello. Hello. Đây chúng ta sẽ lấy cái bánh kem nhé. Thì mình cũng muốn á. Hello Misty. Đó, chạy ra đây. Stay out of my house, you little brat. Nó sẽ vào lên trên mái nhá. Để dùng nó ra. Hello. I will make sure you're sẽ đi lên trên mái nhá. Chúng ta sẽ đặt cái bẫy này vào cái ống khói. Ok, đặt bẫy vào đây. Đã xong. Giờ chúng ta sẽ tìm cách để cho những con rơi này bay ra khỏi ống khói và mắc vào bẫy nhá. Đốt lửa lên. Wow, những con rơi đã mắc vào bẫy rồi. Rồi chúng ta sẽ đi thu lại cái bẫy nha. Misty đã về theo. Hây à. Tiếp này. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm cái này để đáp cô giáo nha. Hello. Dù như vẫn đã đuổi theo. Rồi chúng ta sẽ tặng chúng ta một quả. Hey à. Rồi người sẽ đi thu lại cái bẫy mọi người nhá. Đây sẽ thu lại cái bẫy này. Giờ sẽ thay thế những con rơi giả trong hộp này bằng những con rơi thật nhé. Ok, sau đó chúng ta sẽ rời khỏi nhà này trước khi bị Misty phát hiện ra. Mọi người xem video của mình, nếu thấy hãy giúp mình một like, một subscribe nhá. Go on. Ồ, những con rơi nó bay ra. What? Oh, Francis! Run! Những con rơi đuổi mọi người. Ok, và video của mình dừng lại đây nha. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi và mong mọi người ủng hộ mình trong những video tiếp theo.